những đường quyền đẹp mắt, các pha ra đòn khéo léo, chính xác và đầy sức mạnh. Bí mật của từng môn phái, những gương mặt nổi danh trong làng võ thuật, cuộc đời của những võ sư nổi tiếng. Hãy cùng khám phá trong Võ Thuật Tinh Hoa, chương trình truyền hình duy nhất tại Việt Nam về võ thuật, 21:15 thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh NCM.